Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Chào mừng các bạn đến với video review máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28. Hãy cùng Limosa tìm hiểu về chất lượng của máy nhé. Trước hết, hãy cùng Limosa tìm hiểu về tổng quan của máy nhé. Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28 là sản phẩm đến từ thương hiệu Nagakawa, một thương hiệu Nhật Bản uy tín với hơn 80 năm kinh nghiệm trong ngành điện máy. Máy được ra mắt vào năm 2023, thuộc dòng máy lạnh Inverter, một chiều có công suất làm lạnh 12.000 BTU, phù hợp cho các phòng có diện tích dưới 20m². Một số tính năng nổi bật của máy. 1. Công nghệ Inverter, máy lạnh Inverter sử dụng động cơ biến tần, điều chỉnh tốc độ quay của máy nén linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, thay vì bật tắt liên tục như máy lạnh thông thường. Nhờ vậy, máy lạnh Inverter giúp tiết kiệm điện năng đến 60% so với máy lạnh thông thường, giảm thiểu chi phí tiền điện hàng tháng, góp phần bảo vệ môi trường, tăng tuổi thọ cho máy lạnh. 2. Chế độ làm lạnh nhanh. Khi kích hoạt chế độ làm lạnh nhanh, máy lạnh sẽ vận hành với công suất tối đa, giúp làm lạnh căn phòng nhanh chóng chỉ trong 20 đến 30 phút, mang đến cảm giác mát mẻ tức thì, đặc biệt phù hợp khi bạn mới bước vào phòng hoặc sau khi đi nắng về. 3. Chế độ Eco. Chế độ Eco giúp máy lạnh tự động điều chỉnh nhiệt độ và công suất hoạt động phù hợp với điều kiện môi trường, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện, tiết kiệm điện năng tối đa, duy trì nhiệt độ phòng thoải mái mà vẫn tiết kiệm điện. 4. Màng lọc 6 trong 1, giúp mang đến bầu không khí trong lành và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Màng lọc này bao gồm 6 lớp lọc với các chức năng khác nhau như lớp lọc bụi thô, lớp lọc than hoạt tính, lớp lọc kháng khuẩn, lớp lọc catechin, lớp lọc vitamin C, lớp lọc nano silver. 5. Chế độ ngủ đêm. Khi kích hoạt chế độ ngủ đêm, máy lạnh sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ồn xuống mức thấp nhất, tạo môi trường yên tĩnh và thoải mái cho giấc ngủ ngon, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn, tránh bị gián đoạn giấc ngủ bởi tiếng ồn của máy lạnh. 6. Tính năng tự khởi động lại. Khi có nguồn điện trở lại sau khi cúp, máy lạnh sẽ tự động khởi động lại với các cài đặt trước đó, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức vì không cần phải thao tác bật máy lạnh thủ công sau khi cúp điện. Giá thành của máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28 hiện đang dao động từ 7.500.000 đến 8.500.000 đồng, thuộc phân khúc giá tầm trung. Để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt, chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28. Về ưu điểm. 1. Hiệu quả làm lạnh. Máy có khả năng làm lạnh nhanh chóng và đồng đều, đảm bảo mang đến bầu không khí mát mẻ cho căn phòng trong thời gian ngắn. 2. Độ ồn. Mức độ ồn của máy ở các chế độ vận hành khác nhau. Cao 42 dB. Trung bình 38 dB. Thấp 32 dB. 3. Tiết kiệm điện. Nhờ công nghệ Inverter, máy giúp tiết kiệm điện đến 60% so với máy lạnh thông thường. Mức tiêu thụ điện của máy chỉ 0.9 kWh, thấp hơn so với các máy lạnh cùng công suất của các hãng khác. 4. Màng lọc 6 trong 1, giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. 5. Chế độ ngủ đêm. Máy hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 32 dB, không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. 6. Tính năng tự khởi động lại, tiện lợi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Về nhược điểm. Công suất, máy có công suất nhỏ, chỉ phù hợp cho các phòng có diện tích dưới 20m². Giá thành, so với các máy lạnh thông thường cùng công suất, giá thành của máy cao hơn một chút. Nhìn chung, máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28 là một sản phẩm chất lượng cao, có nhiều tính năng hữu ích và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, máy có công suất nhỏ và giá thành cao hơn so với các máy lạnh thông thường cùng công suất. Máy phù hợp cho các hộ gia đình có nhu cầu làm mát cho phòng có diện tích dưới 20m², những người quan tâm đến việc tiết kiệm điện năng, những người mong muốn có một chiếc máy lạnh hoạt động êm ái và không gây tiếng ồn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lạnh chất lượng cao, tiết kiệm điện và phù hợp cho phòng có diện tích nhỏ, thì máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NISC 12R2T28 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Với nội dung đánh giá máy lạnh trên, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.